Một người rất tít, hai một rồi. Lồng áo đỏ này đã có hàng, tí đã đi gửi cho bạn ở Hưng Yên. À, bạn ở Bắc Linh, quên. Rồi. Màu này là màu gì? Nghe báo đỏ này chiều nay Bắc sẽ về Bắc Linh. Em này này chưa có chủ. Tất cả chỉ mộc một tuần thôi.